Sao con không nghỉ ở trên đó luôn đi, rồi con về thôn làng Mô này kiếm cái gì đó mà làm, rồi dì cháu mình có nhau hả con? Con cũng muốn như vậy lắm chứ, nhưng mà về đây con không biết làm gì hết. Phải chi hồi xưa con đừng có cãi lời gì, đừng có bỏ học sớm, đừng có đua đòi theo người ta lên thành phố làm ăn, thì bây giờ đâu đến nỗi. Con à, con cứ về đây đi, rồi từ từ mình tính. Dì nghĩ người ta sống được thì mình sống được mà con. Con xin lỗi. Sao cha cứu mà để con tiên vậy? Cha sao quắc mà để con xinh dữ vậy nè? Bà Liễu, qua coi em bé nè. Trời ơi, khác hẳn bữa tuổi bà qua luôn á. Hôm bữa nhăn nhau xấu xí, hôm nay sổ sữa yêu lắm nè. Qua đây, qua đây. Ê, hạt dẻ cho cô thực ảnh con xíu nha. Trời ơi, thương quá, thương quá. Ôi, thương quá. Bà Liễu, ẩm em bé xíu đi. Lấy dĩa nè, em bé cưng lắm nè, nè ẩm đi, dẹp đi. Trời ẩm đi, ẩm đi, lấy miếng dĩa nè, cưng lắm nè. Đi đi, không có hồn dĩa gì hết á. Nó định quăng con nhỏ cho hai vợ chồng mình nuôi đó, coi như là hai đứa nó rửng mỡ xong rồi. Thiệt hả? Không phải vậy đâu anh Khoảng. Anh Khoảng, dù sao Hạt Dẻ nó cũng là cháu của anh mà. Hai cha con mày biến khỏi nhà tao. Đừng chọc tao điên. Anh Khoảng, thật ra cô Loan. Thôi, lúc nào cũng chết bây giờ, mong cụ ơi. Hạt Dẻ lắm. Đi vô đi, ông mới tù về đó, đánh nó hổng hồn lắm bây giờ, đi vô túi cái rồi. Đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, sao không, sao không, sao không.